Hello, Ngoại Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sân vận động quốc gia Lào và chỉ còn ít phút nữa thôi, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Lào sẽ chính thức diễn ra. Và bây giờ thì các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đang lần lượt xếp hàng vào sân để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng rằng là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được tận hưởng một không khí tưng bừng và một chiến thắng mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ thì let's go! Vẫn còn rất đông các cổ động viên đang trật tự xếp hàng ở phía bên ngoài. Một chút nữa thì sẽ vô sân. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi vào trong sân. Ở nhà có thể thấy không khí rất rộn ràng ở trên sân đúng không ạ? Như vậy là toàn bộ khu vực khán đài B đang ken kính cổ động viên Việt Nam chúng ta đến để cổ vũ hết mình cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rồi ạ. Rất là đông vui luôn. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ được tận hưởng niềm vui chiến thắng ngày hôm nay. Theo như ghi nhận của mình thì lúc này đang có hơn 6.000 khán giả Việt Nam chúng ta. Rất nhiều cổ động viên đang vẫy tay. Người vẫy tay hình như là người quen của mình. Có lẽ là chị Điệp. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình vừa vẫy tay lại. Vừa có lòng tâm xa Việt Nam. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Vietnam. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào đã khép lại với chiến thắng đậm 6-0 dành cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Lúc này thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang bắt tay cảm ơn các cầu thủ đội chủ nhà. Một trận đấu khá nhàn nhã dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Và bây giờ thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam sẽ ra để cảm ơn người hâm mộ, các cổ động viên đến từ Việt Nam ngày hôm nay đã đến để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Một hành trình di chuyển bằng xe ô tô kéo dài gần một ngày trời đã được đền đáp xứng đáng bằng một chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-0. Những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam lần lượt do công của Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài. Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh. Điệu Viking một lần nữa lại được vang lên trên sân vận động quốc gia Lào vào ngày hôm nay. Một hình ảnh vô cùng là tuyệt vời, tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến từ Việt Nam và các kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Lào. Vạn sự khởi đầu nan. Trước mặt chúng ta là Tiến Linh và Đoàn Văn Hậu, những người đã ghi bàn thắng ở ngày hôm nay. Và áo màu xanh là Quang Hải. Quang Hải được rút ra ngay trong hiệp 1.
và người vào sân thay cho Quang Hải là Văn Quyết. Vâng, huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đang chờ đợi điều gì? Không rõ là ông đang có những phàn nàn gì đó dành cho ban tổ chức của AFF. Hình như là có yêu cầu các cầu thủ ra trả lời phỏng vấn và nhà cầm quân người Hàn Quốc có vẻ là không hài lòng. Ông đang có những tranh luận. Các học trò đang ra để bắt tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Duy Mạnh ngày hôm nay cũng có một trận đấu tương đối là nhàn hạ. Và ngay bây giờ thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã di chuyển vào khu vực đường hầm. Huấn luyện viên Park Hang-seo, ông vẫn đến, không biết là để làm gì. Ông đang có yêu cầu dành cho anh Nhật Đoàn, cán bộ truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, về việc là yêu cầu các học trò của mình sớm trả lời phỏng vấn và di chuyển về để nghỉ ngơi. Đây là ba thành viên của đội tuyển Việt Nam trả lời phỏng vấn: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Tấn Tài. Thực ra thì cái tình hình của chấn thương Quang Hải thì đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa được ban y tế báo cáo chính xác, cho nên tôi cũng chưa thể nói gì lúc này. Thực ra thì hiện tôi thấy là bạn ấy có cái cảm giác là bị giật cái cơ rút thì như thế, cho nên là chúng tôi nay thôi. Có lẽ là tôi phải tiếp tục làm việc với bộ phận y tế để từ đó bộ phận y tế đưa ra một cái ý kiến chính xác cho tôi. Câu hỏi thứ hai của anh thì thực ra thì làm huấn luyện viên thì chúng ta cũng biết không phải trận đấu nào chúng ta cũng hài lòng với hết cái trận đấu đó, nhưng mà ngày hôm nay thì sự là tôi hài lòng bởi vì các cầu thủ tôi đã nỗ lực hết sức. Tôi cảm ơn các video và chúng ta sẽ giá được cái đội Nhật Bản, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là chắc là chúng ta vẫn được tiếp tục xem video lại, chúng ta đánh giá lại một chút. Nhưng mà thì chúng tôi cũng đã xem video của cái trận lượt trận thứ nhất, lượt trận thứ hai họ gặp cái đội Thái, thì như chúng tôi đã nói thì đây là một đội mà hình như họ cũng đội SEA Games nhưng cũng các cầu thủ khá là trẻ. Do các cầu thủ trẻ đấy, chính vì thế cho nên họ chơi rất là nhanh, họ chơi linh hoạt, chơi rất là tích cực. Chúng ta biết rằng là tuy nhiên là họ mặc dù là họ cố gắng triển khai bóng theo lối chơi là lối bóng triển khai từ thấp, nhưng mà tôi thấy có lẽ là những vấn đề thể lực cũng như là cái năng sở hữu bóng họ chưa đủ, chính vì thế cho nên họ chưa đạt ý muốn. Nhưng mà về cái cách huấn luyện thì tôi nghĩ rằng là tôi đánh giá cao cái ý đồ chơi bóng đó của huấn luyện viên người Lào. Ngày hôm nay thì thật ra thì trước trận đấu thì ngày hôm qua khi mà lãnh sự quán đến thăm đội thì bản thân các cầu thủ cũng đã có nhờ bạn lãnh sự quán là hy vọng là nhận được sự hỗ trợ của tất cả người dân các kiều bào tại Lào đến hỗ trợ đội tuyển Việt Nam trên sân Lào, thì rất là mừng khi hôm nay đi khán đài. Thì tôi nghĩ là chủ yếu là người dân Việt Nam đến cổ vũ các cầu thủ trên sân thì rất là vui và hạnh phúc khi mà đem lại cái chiến thắng liên tục. Và đây cái những người dân hỗ trợ một thằng quả thì kết quả cũng không biết. 일단 말레이시아 미얀마 경기는 아마 해페가 바로 그 영상으로 저희 리포스한테 제공하면 그 영상을 우리가 보고 각 코치들이 집중적으로 분석하고 해야 되는. Tôi cũng không xem cái trận đấu giữa Malaysia với Myanmar, từ đó đến bây giờ tôi chưa biết kết quả như thế nào nữa.
Kế hoạch làm việc của chúng tôi đó là liên đoàn sẽ nhanh chóng có cái file, có cái video này, và chúng tôi sẽ làm chuyển cho nhân viên phân tích của chúng tôi. Và từ sau khi chúng tôi đã tiếp nhận cái thông tin đó rồi thì tôi và công ban huấn luyện sẽ làm công tác phân tích đánh giá. Thank you. Ngày lúc này đây thì rất đông kiều bào cũng như là cổ động viên Việt Nam đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ra để vẫy tay chào đón và chúc mừng cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Cùng cool du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ cool đổi quà cực cool, săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ, sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu cool, thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool, nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu cool. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ cool ngay thôi các bạn ơi!